Có bó hoa của em gái là tặng cho em. Dạ, có hẹn không mà mặc áo cặp vậy ta? Em gửi tặng anh. Vâng, anh cảm ơn. Hai đứa cũng cao dễ sợ luôn chứ. Cao ghê luôn á. Bạn gái bên kia người chắc quá hả? Dạ. Em có tập võ, tập gì dạ, không? Dạ con thích thể thao lắm chú. Tí nữa con sẽ biểu diễn chút xíu đi nha, mọi người coi. Biểu diễn luôn đi, biểu diễn luôn đi. Biểu diễn luôn đi em. Sợ chưa? Sợ chưa? Quá dữ. Né thì không né là xong rồi đó. Không, em không bao giờ dùng bạo lực để giải quyết vấn đề đâu anh. Có gì thì mình ngồi xuống nói chuyện với nhau. Đúng rồi, anh cũng thích ngồi xuống để nói chuyện hơn. Anh thấy em rất là tự tin và nhìn xinh, ok. anh hiền quá, anh nhát quá. Cái đó thì đúng rồi. Em lệnh chưa quen ai luôn á hả? Thì nãy anh cũng có chia sẻ đúng là thiệt là như vậy, tại vì cũng hơi tự ti một chút xíu mà bị nhát một xíu. Rồi bây giờ đứng lên à, đứng lên đi tới đi lui cho cổ kiểm tra cái tướng đi á. Đứng đi lên đi xuống, đi lên xuống mặt cổ chừng 5 lần 6 vòng cho cổ thấy đi kiểm tra. Đó. Anh cứ bình thường đi không sao đúng đâu. Đúng rồi, đi nghiêng nghiêng cái mông về phía bên kia. Đúng rồi, đúng rồi. Lắc mông mạnh lên, đi ngược lại. Lắc mông nhảnh nhảnh lên coi. Đó. Thấy không? Đâu có mông có nhảnh gì đâu. Em không dám dảnh luôn anh. Rồi dảnh đi, dảnh thoải mái đi. Cứ dảnh thoải mái đi. Thôi dảnh. Không đi giống đi chợ ghê. Đúng thiệt giống mẹ đang đi chợ. Thôi em cảm giác người con gái trước thế nào? Hồi nãy khi em trước lúc nói chuyện là em có một cái ấn tượng rồi. Thì mở cái màn ra thì có ấn tượng nó đúng như cái suy nghĩ của em. Là một cô gái rất là hiện đại, rất là nhiệt tình và nhiệt huyết trong công việc. Đưa bạn gái đi chơi thì sao? Dạ thì hiện tại mà em đang ở đâu ạ? À, em đang ở quận 8. À, anh sao? Anh ở quận 7, gần. À, gần nhau á. Dạ, em ở Nguyễn Văn Linh với Nguyễn Thị Thập anh. Trời ơi, sát bên anh luôn. Quận 8 đoạn nào? Dạ, Âu Dương Lân ạ. Trời ơi, sát luôn. Cái đường đó anh biết. Qua Phạm Hùng quẹo rẹt cái tới ha. Dạ. Rồi, vậy là khỏe ra đó. Đó gần chợ Gạch Ông nhiều đồ ăn lắm anh. Bạn gái có muốn hỏi gì bạn trai nữa không? Dạ không ạ. Hát bài chinh phục trái tim bạn gái coi. Dạ, thì em chỉ nhớ một đoạn thôi. Này người anh yêu ơi, oh, oh, oh. Em có nghe trong tim bao tiếng yêu vang lên. Người anh yêu ơi, em có nghe trong tim. Không sao đâu, không sao đâu. Người anh yêu ơi, oh, oh, oh. Em có trang em ơi, I love you, oh, oh, I love you. Hay á, hay á, được đó. Rồi. Ví dụ mà hô hô hô. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào cô. Chào cô Cát Tường, chào chú Quyền Linh. Dạ, chào mọi người ạ. Em tên là Bùi Ngọc Ánh, năm nay em 25 tuổi. Hiện nay em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê của em thì ở Đồng Nai ạ. Em đây là nhân viên kinh doanh ạ. Lĩnh vực về gì em? Dạ, lĩnh vực y tế ạ. Bên mảng sale chỉ phẫu thuật, chỉ không may y tế ạ cô. Rồi, ok dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên kia và toàn thể khán giả có mặt trong trường quay ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Công Cuộc, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em hiện tại là nhân viên kinh doanh phát triển kênh phân phối của sản phẩm ngành nhựa, ống nước anh. À, em có điểm mạnh, điểm yếu gì? Dạ, về điểm mạnh của em thì em rất là kỹ tính, hòa đồng, hay giúp đỡ người khác.
Điểm yếu của em á thì em có cũng hơi số nhiều cái điểm yếu. Thứ nhất là hơi tự ti một chút xíu về cái bản thân của mình. Ngủ hơi bị ngáy khi mà em có tiếp xúc khách vàng nhậu nhẹt một chút chút xíu bia rồi. Có nhậu nhẹt nhiều không? Dạ, em đi tiếp khách thì cũng có nhậu chị. Hút thuốc không cưng? Dạ không. Rồi, mời bạn gái. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Thì em cũng hòa đồng vui vẻ lắm ạ. Nói chung là ưu điểm của em thì em biết nấu ăn, em yêu trẻ con. Khuyết điểm của em là em có trí nhớ rất là tệ. Về tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Giờ mối tình chính thức thì là một mối tình. Anh đó thì muốn cưới, muốn em ở nhà làm nội trợ. Em thì không có đồng ý. Nói chung là tình yêu cũng chưa đủ lớn, chưa thuyết phục được ảnh. Ảnh không có tự tin để em đi ra ngoài làm việc hay là tại vì ảnh gia trưởng muốn em ở nhà? Anh gia trưởng. Anh bên kia có gia trưởng không ạ? Mình không có gia trưởng vậy. Dạ. Rồi bạn trai, em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, nếu mà nói về mối tình chính thức thì thật sự em chưa có mối tình nào gọi là chính thức. Và bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cao từ 1m55 trở lên, tướng người hơi tròn, hơi vừa. Cái mẫu người của em giống như là ca sĩ Minh Hằng vậy anh. Minh Hằng. nó vừa mà gọi là nó tròn. Dạ đúng rồi. Có da dạ. Có thịt. Anh ơi. Mịp dục đúng không? Dạ. Anh ơi. Dạ anh nghe. Em cao có 1m50 mà em nặng tới 62kg lận hơi nọng xíu được không anh? Tới nó dễ ôm nó ấm hơn cái gì chứ. Có điều gì không thích ở người bạn gái không? Em không thích bạn gái là hay hút thuốc hay là nhậu nhẹt la cà. Em không có nhậu nha anh. Em la cà. Dạ. Em nhậu tại chỗ chứ em không có la cà. Dạ. Em lâu lâu hỉnh thoảng có uống một chút xíu với bạn thôi chứ không có đó, không có uống mà đến nỗi mà say xỉm không kiểm soát được, được mình. Về hai đứa mình nhậu nhau cũng được, không có gì hết. Có la cà không? Dạ không. Trời, bạn gái dễ thương quá trời luôn. Này có nhậu la cà cũng không sao em ơi. Dạ. Hôm nay lấy chồng được chưa? Thời gian không phải vấn đề. Vấn đề là đúng người thôi. Chờ người thế. Dạ. Em ghét tật xấu duy nhất của người đàn ông. Em nghĩ là hút thuốc á, chứ lại bị viêm cánh á. Anh không hút thuốc em ơi. Có bị viêm cánh không? Không luôn, cái đó anh cũng không có. Em hình như bản lĩnh lắm á. Từ năm 18 tuổi thì em đã tự đi làm, tự kiếm tiền, đóng học phí, tự lo mọi chi phí sinh hoạt. Mẹ chỉ giúp em cái học phí của học kỳ đầu tiên với lại 2 tháng tiền ăn. Quá giỏi, rất là bản lĩnh đó. Đàn gái là hơi bị dữ hơn đàn trai đó nha. Để tôi qua coi. Chào em. Sau này em định lập nghiệp ở đâu? Dạ hiện tại thì em đang còn lập nghiệp ở Sài Gòn và có dự định là sau này về quê em ở Sóc Trăng. Không có ý định là mình lập nghiệp ở Sài Gòn luôn hả em? Nếu được thì em cũng lập nghiệp ở đây, nhưng mà nếu mà sau này về lớn tuổi hơn một xíu nữa thì nên, về già đó, dưỡng già đó mới là về quê. Dạ. Em có nghĩ là lý do tại sao mà em bị gọi là ế không? Thứ nhất là cái giọng nói, và thứ hai của em là cái tướng đi. Em có một cái tướng đi giống mẹ. Mọi người ở dưới quê hay nói em là mày có cái mông to giống mẹ mày. Cái mông to? Dạ, nên là tướng đi mày giống như con gái vậy. Đứng xoay cái mông coi. Ủa cũng đâu có to gì, bình thường mà, cân đối mà. Hơi diêu diêu chút thôi. Dạ. Nãy em nói em ăn nhiều lắm hả? Dạ. Nhiều là nhiều cỡ nào? Hồi thời sinh viên của em có một cái vui được gọi là thánh ăn vặt. Em có thể ăn một lúc là vịt lộn, cút lộn, bắp xào, hủ tiếu. Tụi bạn đi chung với nhau mà. Dạo rồi xong rồi có thể đi vô siêu thị, nhà sách. Xong lại em lại tiếp tục em đói và mua, có thể là mua bánh mì. Cẩn thận nha, chứ mà mông nó đã diêu rồi mà bụng nó bự ra nữa là kỳ lắm á. Dạ, em đang ở cái ngưỡng bụng hơi bự nên em đói. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và chịu trách nhiệm với nó nha. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Ủa? Có bấm không? Bấm rồi. Bấm mấy lần? Dạ 2 lần. Được. Chúc mừng em trai nha. Rồi hai người nắm tay vô. Xin phép mẹ. Cô cho phép con tiếp tục được dẫn dắt em theo tiếp tục con đường mà hai đứa lựa chọn ở đây. Cảm ơn cô. Không. Dạ. Theo yêu cầu thì con xin phép. Gì yêu cầu, ai yêu cầu? Mấy người hôn mấy người sướng với ai sướng không? Mấy người theo yêu cầu. Xin phép cô cho con được hôn em một cái. Anh khoái em hát lại bài nữa một lần nữa cho cậu nghe, anh khoái cậu đó. 2, 3. Này người anh yêu ơi, em biết chăng em ơi,
I love you.